Hồi mẫu giáo em cũng toàn được các bạn tặng quà thôi. Đúng là mẹ nào con nấy. Em ơi, sắp muộn rồi. Anh đợi em một tí. Con sắp xong rồi đây. Lâu thế. Chả có gì để mặc. Mặc cái gì bây giờ nhỉ? Em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được. Muốn ăn cơm nhé. Hay là ăn phở? Ăn xôi được không? Thế rốt cuộc hai mẹ con muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được. Không, con cái là bản sao của bố mẹ. Không thể để bố học toàn tính xấu của em được. Anh sẽ làm gương cho con nói theo.